Ok, chào các bạn, mình là Linh đây. Cái lần này thì anh em sẽ đến với gọi một cục thịt đấy ạ. Cái kia du ca hay là du ca đấy. Cái con này nó mới về Việt Nam nó về Việt Nam rồi, nhưng mà hôm nay mình chơi bạc thử thử nghiệm anh em. Kiểu như anh em bảo là nếu mà muốn test tướng ấy, bởi vì tướng ở đây nó ra rất là nhiều, nên là có bản kiểu liên quân thử nghiệm đúng không? Mình thấy nhiều tướng lắm, có cả Batman kiểu Superman các kiểu nhiều lắm. Nhưng mà mình sẽ test từ từ nhé. Rồi, quy. À, con này cầm gậy trúc ạ. À, quy nó vụt được hai phát anh em ạ. Thuộc dạng con này thì theo nghiên cứu thì nó rất là cơ động anh em ạ. Hôm nay mình mang đi rừng không biết nó ra sao không. Đấy, vụt đau phết. Ôi boss, sao không có thằng nào boss này. Ủa nó đi đâu ấy. Chúng nó tranh nhau ở trên top kìa. Boss thì không có thằng nào rồi. Chắc mình đứng ở boss đi. Nhưng mà lỡ cầm trừng phạt rồi. À, level nào. Đào khô máu đi xem nào. Có cái gì kìa? Cái con đấy là con thường mới không? Mình chưa gặp bao giờ. Ok. Ở đây này, hầu hết là anh em kiểu sang chơi đều test tướng đúng không? Cũng vui phết, kiểu nhiều khi thì kiểu chiêu nó lạ, mình nhìn lạ thì nó hắc. À, khô máu đấy. Mày mày làm sao? Mày lại à, là chạy. Chạy. Chạy hộ. Này thì chạy đi đâu? Ui. Ui, vút đau ra phết. Quả với kép của nó là nó sẽ lăn, nó lăn xong rồi tạo một lớp giáp anh ạ. Tạo lớp giáp xong rồi vụt phát nữa nó gây choáng. Trời ơi phết, con này nó cái khả năng khống chế xong cái cơ động của nó rất là cao. Mình thấy là đi rừng cũng được ấy, nhưng mà thôi. Kiểu mình đi rừng đi kiểu đảo đường cái là nó mất boss ấy. Bởi vì không có thằng nào boss nó thủ kìa. Úi, phê phết. Có cái gì à? Có một anh em kiểu cho mình mượn một cái nick ở server chính ấy, nó có cả cái trang phục Yuka phù ông gì ấy, nhìn đẹp phết. Nhưng thôi mình thì muốn thử xem bản thử nghiệm nó đánh như nào. Đấy, giết giết con rồng này được là hồi máu đúng không? Ôi, khi nào ít ít máu lại ra đây giết thôi. Bởi con này cũng dễ giết đúng không? Mình chưa bao giờ giết được con kinh công đâu nhé. Con đấy hình như là búp sức mạnh lên thì phải. Thôi mình cứ đẩy boss nha, mình đẩy boss đi. Sao bọn kia tranh là trên top đông vậy? Trên top đông vui vậy. Đấy, nó vụt hai phát liên tục. Để mà so sánh cái độ cơ động của con giống cái cổ. Con hôm trước mình chơi là con gì nhỉ? Tự nhiên mình quên cái tên mà nó kiểu nó lướt 3 lần ý. Mình thấy con này nó có khiêu cơ động hơn của con đấy anh em ạ. Kiểu mà mấy cái chiêu của nó, mình chưa thử anti đúng không? Đây, chúng nó trên top hết rồi. Thôi cứ đẩy nhanh lên. Bây giờ mình đẩy nhanh nhanh xong một tí mình đi gánh cũng được. Nếu không chúng nó kiểu nó lợi người hơn là chúng cứ đẩy nó phái người xuống đây cái nó khó chạy lắm. Ô cái chiêu đấy chiêu gì nhỉ? Quả chiêu hình như là mình nghĩ là cái chiêu của mà nó bắn xuống ấy, nó vừa bắn xuống cái là như kiểu hết hết cả bản đồ ấy ạ. Ấy, tạo một lớp giáp này. Thế là cũng đỡ đi được một đòn. Rồi chứ mình thấy là con gấu này nó mập xong rồi kiểu dáng đi của nó rất là lề mề ấy. Mà nó cực kỳ là nhanh ấy, kiểu nó lăn lộn các kiểu. Hầu hết anh em để ý là cái chiêu của nó đều lăn không? Lăn 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 lăn. Đấy là bé không có cái lợi nữa. Linh nó thấy rồi, mình đã định dình. Dình 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 dập. Rồi cứ lên đàn nhé. Cái trụ này mình vụt mấy cái đã xong. À! Ok. Mình chạy nhanh thế, nó có lướt 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 nhỉ? Con này nó có chiêu lướt lướt, mình kiểu đấy con tường mới thôi ấy. Mình cũng không biết là nó đánh như nào. Cứ phải gặp một vài lần mình mới hiểu Q nó thì mới dễ giết được. À, trên mid. Ấy, cái chiêu của nó đấy. Đấy, bỏ lạc, bỏ lạc, bỏ lạc, bỏ lạc. Bỏ lạc, đấy anh em thấy không? Nó vụt, nó khi mà V kép xong nó lăn ấy. Nó tạo giáp xong nó vụt choáng cái. Mà choáng rộng nhá, không phải choáng một đơn mục tiêu đâu. Mạnh phết. Ôi, chỗ đó trên mid rồi. Cứ đẩy xong cái bơ trụ boss đã. Mọi anh em xem thì nhớ like cho mình cảm nhận nha. Mấy anh em chơi Liên Quân thì chắc chơi cái này lâu rồi. Bởi vì là cái bản thử nghiệm thì con rú ca này nó ra lâu rồi mà. Ôi, ôi con kia nó lướt 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 ảo diễu phết nhỉ. Lá con thấy bị mẹ mẹ ganh rồi. Ủa, quán ti của nó ra cái kiểu bắt quái cái gì rồi, mình kiểu kiểu vậy.
cầm gậy trúc xong quả ống ơi, không biết con này nó có cầm cái hồ lô ấy à? Cầm hồ lô đi vụt nhau ấy, không biết có uống được không. Ui sao xong boss rồi, xong boss rồi. Ui để đi. Ui team mình có một thằng áp cả. Ui ra ra ăn ăn con rồng để lấy ít máu đó. Ờ bây giờ mình biết cái kiểu ạ. Ui vãi, không biết chiều con nào mà nó thỉnh thoảng nó cứ rè cho phát đau phết. Thế này mà kiểu biết biết kiểu này anh em ra giết giết rồng ấy, đỡ khỏi bê về nhà, biến về nhà ấy. Ôi đây. Ôi team mình đã thiếu người rồi. Ôi cố lên, mình phải đẩy nhanh. Ôi. Không biết mít có rồi, xong rồi. Mít thủ được rồi, mít đẹp được. Cứ đẩy đi. À lại áp cả đã chôn team rồi. Còn ôi vãi cả đầu hàng. Ô chị ơi. Ui hot girl kia chân dài đấy. À level 7 anh em ạ. Có khi mình chờ quật được ấy. Ôi dình dập con cá mập. Nó cứ thò mặt ra cái này mình quất luôn. Có ra không? Ui nó không ra rồi, khốn thế. Nó có level 7 thôi chắc là mình vụt được. Con này mình kiểu lên kiểu cứng. À ngộ không. Cái con ngộ không mình chơi mấy lần rồi, hai vết, mình thích con đấy vết nhá. Rồi nhanh ăn con blue nào. Ô. Ê, anh có trừng phạt nhá. Tính làm gì. Ờ, chạy đây. À, nó level 8 rồi, Mày sai rồi các bạn ạ. Chạy hộ này. Ủa, quán ti thốn không. Rồi, làm sao chạy đây. Này thì chạy. Này. Ui nó vụt chí mạng một phát mình cũng sắp chết mà. Phát nó ít level hơn kiểu mình thả diều thôi. Cứ lừa kiểu yếu hơn tí là thanh niên cứ tưởng thật. Ra bị thông chết luôn. Ủa cố lên để. Ủa xong ấy rồi. Ủa trụ boss còn một trụ nữa thôi kìa. Có con rồng đâu. À con rồng còn mấy giây nữa mới ra cơ. Tìm AFK nhiều thế. À Joker. Vậy thì Joker. Thôi sai. Ôi. Nó có hai thằng ở đấy à. Con Joker đấy mày. Ấy nó kiểu Joker còn gì nữa. Ôi chết rồi. Team nó có thằng nào phép không nhỉ? Ui con nào đây? Ui vãi. Trâu thế, ở đâu rồi? Ôi team nó hai thằng AFK anh em ơi. Mấy thanh niên này chắc chơi cùng nhau xong rồi. Vãi thốn rồi. Đó, mình. À là mày làm gì cơ? Ôi thôi. Nó có hội. Hai em nói chung là chắc test tướng là chính thôi, chứ còn hai thằng AFK là mình không biết có quật nổi không. Hy vọng thì bởi vì cái trụ boss kia nó cũng còn một trụ thôi mà. Để nhanh này chắc là được. Rồi mình cứ đi boss nha, cho bọn kia nếu mà nó đép được thì tốt, mà không đép được thì thôi. Dù sao cũng test được con tướng, thấy cảm nhận thì nó ngon thật. Ôi chỗ đó đã ôn mít rồi kìa. Đẹp đi các bạn ơi. Bây giờ nếu mà đi cùng nhau cũng hơi khó bởi vì nó lợi. À, nào. Chạy. Ô kìa. Chạy hộ này. Ôi một thằng này. Ủa cân hai thằng luôn. Cân hai không phải nghĩ. Ôi nhanh đây. Khỏe thật. Thì con đấy là con phép, nó có chiếu phép hay sao ấy. Chắc là nó bắn mình thốn vậy. Ôi đẩy nhanh. Kịp không? Ôi đầu hàng cái gì, cố lên. Ui chú nó đẩy top kìa. Ôi thi đẩy này. Xong mình xong đường rồi. Khó nhỉ. Kiểu đây là 3 đánh 5 anh em ạ. Ừ, chú nó bây giờ về nó đép rồi thì cũng thua thật khó.
Okay, ăn con rồng thì kiếm ít máu đã. Ăn con kinh công là phải là có với cả phải có đội đúng không? Chứ một mình cứ chắc không solo được đâu. Ôi, mất mình bên mình rồi mất top, bên nó thì mất bot. Khó đấy, mình nghĩ ca này là khá khó đẻ rồi. Ôi nhanh đây. Ôi thốn đấy. Ôi có mỗi mấy thằng kìa. Không biết thằng kia có làm ăn được cái gì không. Giờ nó mà về đép cái là mình thua. Mình đảm bảo luôn. Không kiểu solo được. Một hai thằng có solo được mà nó kéo cả đống về thì chịu. Ôi thôi. Ba thằng kìa. Với các bạn thì nó cũng chả đuổi được mình đâu, nhưng mà không đẩy được nhà để mà thắng được. Có con kỳ công nhìn đẹp vậy. Thôi giờ lại ra để mít rồi. 5-1 này. Xanh ra phết này. Mình có chưa đọc kỹ cái nội tại của này, anh em có để ý nội tại không? Mấy cái chiêu mình hiểu dần dần rồi, nhưng mà nội tại quên kiểu nội tại Mỹ nó không hiện ra. Ủa cái gì đấy? Tôi tha em. Chạy. Ôi bị nó hấp diêm rồi. Vãi, hai thằng AFK như này. Thôi ok. Anh em xem clip thì nhớ cho mình cảm nhận về con tướng nhá. Nó với các bạn là mình cũng đánh cố lắm rồi, nhưng mà nó hai thằng AFK này khó chơi lắm. Rồi bye.